Chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi qua một bài mới nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại lý thuyết và thực hành của các cái kiến thức cũ nha. Mình sẽ ôn lại bài 1 nè, máy tính và chương trình máy tính. Bài 2, làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình. Bài thực hành 1, làm quen với Ri Pascal. Bài 3, chương trình máy tính và dữ liệu. Bài thực hành 2, viết chương trình để tính toán. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn mình cùng làm các bài tập nhé. Rồi, phần lý thuyết. Rồi, cô sẽ ôn cho mình bài trắc nghiệm. Sẽ có những cái câu cũ và những cái câu mới luôn nhé. Rồi, câu số 1. Hành động nào dưới đây thể hiện việc con người đang ra lệnh cho một thiết bị nào đó làm việc? Cái này mình quen rồi ha. Đó chính là C. Người dùng mở khóa điện thoại bằng cách nhận diện khuôn mặt. Câu số 2. Ngôn ngữ lập trình là gì? Như chúng ta đã biết, ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính. Câu số 3. Tại sao cần viết chương trình? Mình chọn câu đúng nhất nè. Vì viết chương trình giúp con người điều khiển máy tính đơn giản và hiệu quả hơn. Câu số 4. Các câu lệnh trong chương trình được thực hiện theo thứ tự như thế nào? Máy tính sẽ thực hiện các lệnh trong chương trình một cách tuần tự, từ lệnh đầu tiên đến lệnh cuối cùng. Câu số 5. Thông tin được đưa vào máy phải được chuyển thành dạng dãy bit. Vậy dãy bit là dãy gồm có 1 và 0. Mình đã biết rồi ha. Câu số 6. Ngôn ngữ lập trình gồm bảng chữ cái và các quy tắc. Câu 6 C. Câu số 7. Tên nào hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Mình thấy nè, mình đã học rồi, thể tích mà có khoảng trắng cũng không hợp lệ, có dấu chấm cũng không hợp lệ, bắt đầu bằng số cũng không hợp lệ. Như vậy câu đúng chính là A, thể tích viết liền. Câu số 8. Tên nào không hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Như vậy ở đây mình thấy nè, chiều cao viết hoa hay viết thường đều hợp lệ. Có dấu gạch dưới cũng hợp lệ. Như vậy chiều cao có khoảng trắng chỉ là không hợp lệ 8C. Rồi mình cùng qua câu số 9. Tên nào không hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Chúng ta thấy program chính là cái tên không hợp lệ, bởi vì tên nó bị trùng với từ khóa. Câu số 10. Tên nào hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Thì ở đây mình thấy câu B là có khoảng trắng nè, câu C là có dấu a còng nè, câu D là có hình dấu sao nè. Đó, cho nên câu hợp lệ là câu A, hình chữ nhật. Câu 11. Trong Pascal, khi gõ từ khóa cho biết điểm kết thúc phần thân chương trình, chúng ta có thể viết là end ha. Như vậy Pascal nó không phân biệt hoa thường, cho nên cả ba câu đều đúng. Câu 12. Đâu là các từ khóa? Như vậy ở đây chúng ta thấy từ khóa chính là program và usage. Câu 13. Program là từ khóa dùng để khai báo tên chương trình. Rồi, cái câu này rất là dễ ha. Câu 14. Tên nào hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Chúng ta thấy câu A, câu B và câu D đều bắt đầu bằng số, cho nên câu hợp lệ sẽ là câu C, lớp 8A1. Câu 15. Tên nào không hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Chúng ta thấy câu D giới thiệu có dấu chấm, cho nên đây chính là tên không hợp lệ. Câu 16. Cấu trúc của chương trình Pascal gồm phần khai báo và thân B. Rồi, phần nào trong chương trình Pascal bắt buộc phải có? Chính là phần thân, đúng chưa nào? Như vậy, câu 17. Câu 18. Lệnh khai báo thư viện trong ngôn ngữ lập trình là usage B ha. Rồi, câu 19. Trong Pascal, lệnh CLR, SCR này viết tắt của chữ clear screen dùng để xóa màn hình. Kết quả 19A. Câu 20. Từ nào sau đây không phải là từ khóa?
Mình biết rồi, begin là từ khóa, usage program là từ khóa, cho nên từ không phải là từ khóa chính là hình chữ nhật. Câu 21. Đâu là quy tắc đặt tên trong Pascal? Tên thì không được trùng với từ khóa nè. Tên thì không được có khoảng trắng nè. Tên không được chứa ký tự đặc biệt nè, cho nên cả ba câu trên đều đúng. Câu 22. Từ khóa begin dùng để bắt đầu phần thân. Câu 22 rất là đơn giản ha. Câu 23. Trong chương trình Pascal thì tổ hợp phím ALTF9 dùng để dịch chương trình. Nhớ nha các em. ALTF9 dùng để dịch chương trình. Rồi sau khi soạn thảo xong một chương trình Pascal mà mình muốn lưu chương trình thì mình sẽ nhấn phím F2 24C. Rồi khi một chương trình Pascal hết lỗi, mình muốn chạy chương trình thì mình sẽ nhấn phím nào nè? Hình tròn F9, nhấn tổ hợp phím hình tròn F9. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng qua phần thực hành nhé. Rồi, bài tập 1 thực hiện chương trình sau đây. Chúng ta cùng gõ cái chương trình này vào trong Pascal và chúng ta chạy thử nha. Ở đây mình thấy có 3 câu lệnh delay, đó là tạm ngừng chương trình. Đó, nhấn Alt+F9 để chạy chương trình. Sinh ra dòng đầu tiên, sau đó chờ 2 giây, in ra dòng thứ hai, chờ 2 giây, in ra dòng thứ ba và chờ 2 giây tiếp theo để thoát khỏi màn hình đen. Như vậy thì ở đây cái ngày sinh của mình, đó cô đang ghi ngày sinh của cô. Cái câu lệnh delay chính là câu lệnh chờ, chờ 2 giây. Rồi, sau đó đầu tiên mình thấy là in ra ngày sinh của Linh là ngày 18 tháng 8 năm 2000 08. Sau đó màn hình đen lúc nãy chờ 2 giây để mà in ra câu lệnh thứ hai. Tiếp tục màn hình đen của mình lại chờ 2 giây để in ra câu lệnh thứ ba. Rồi màn hình kết quả của mình lại chờ 2 giây để thoát khỏi màn hình kết quả và quay về màn hình xanh, màn hình của chương trình. Cô hướng dẫn làm bài tập về nhà nha. Đây là bài tập số 1 nè. Lúc nãy mình đã coi mình chạy chương trình rồi. Thì mình nhớ nè, mình đặt tên chương trình cho đúng nè. Ngày sinh thì là ngày sinh của mình. Ví dụ ngày sinh của An hay ngày sinh của Khang, mình nhớ điền đúng ngày sinh của mình nhé. Lệnh delay là lệnh chờ trong một khoảng thời gian xác định. Delay 2000 là chờ trong vòng 2 giây. Đó. Sau khi chờ thì những cái câu lệnh tiếp theo nó cũng sẽ được thực hiện sau cái thời gian chờ. Rồi, lệnh write line là lệnh in ra màn hình. Cô đã giảng rất nhiều lần nhưng mà đây cô nói lại một lần nữa. Rất nhiều bạn hỏi là cô ơi tại sao mình phải viết hai lần như vậy? Rồi mình theo dõi với lại cái hình bên này. Đó, write line là câu lệnh để in ra màn hình. Nếu như chúng ta đặt trong cái cặp giấy đơn, nó thể hiện đây là chuỗi thì nó sinh ra cái nội dung giống như vậy. Ví dụ đây là 16 mod 3 bằng thì nó in ra 16 mod 3 bằng. Và ở bên đây mình không đặt trong cặp dấu giấy đơn nha, thì nó sẽ in ra kết quả. Như vậy 16 mod 3 có kết quả là 1, thì ở đây mình in ra số 1. Nó cứ như vậy mà nó làm. Rồi như vậy các em về nhà, các em thực hiện cái chương trình này, chụp lại cho cô màn hình xanh và cả màn hình màu đen nhé. Rồi cố gắng xem video nhiều lần để hiểu bài, ghi nhớ bài học và làm bài tập về nhà thật đầy đủ nha. Chào tất cả các em. Chúc tất cả các em có một cái buổi học thật vui nhé và học thật tốt nhé.